Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyên Audio thị xã Phú Thọ lại tiếp tục lên sóng một đôi loa của hãng Kenwood đến từ Nhật Bản. Đó là đôi loa Kenwood KL999X vừa về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Một đôi loa rất là to khủng. Đôi loa này thì mỗi một thùng của nó thì sở hữu một bát 40. Một bát 40 màng giấy gân vải tẩm dầu. Nón của nó thì là nón màu trắng. Một loa chung 15. Chung của nó thì rất là lớn, cho ra tiếng chung rất là hay. Một chung 15 màng giấy gân vải tẩm dầu, có viền đỏ bọc vòng quanh nhìn rất sang trọng. Một loa chép kèn. Một loa chép kèn, một loa tép còi và một loa siêu tép. Đôi loa thùng rất là đẹp. Đôi loa này thì có trở kháng là 8 ôm. Công suất là 300W một thùng. Công suất của nó cực kỳ lớn. Công suất lớn như thế này thì nó cho ra tiếng của nó thì rất là hay. Bát sâu mềm, đánh rất mạnh mẽ. Chung chép rất tách bạch và chi tiết. Mỗi một thùng thì đều có vi chỉnh ở đằng trước. Đấy. Có nốt vi chỉnh đây cho chúng ta chỉnh tiếng bát chung chép. Và có hai lỗ thông hơi nào nằm ở đằng trước. Đôi loa này thì thùng của nó là thùng gỗ lạng màu vàng. Thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ. Nhìn rất sang trọng. Dòng Kenwood KL thì tôi cũng đã giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn cũng rất là nhiều lần rồi. Dưới nó thì là KL 3 con 7X, 3 con 8X. Và nó là cuối cùng là 3 con 9X là đời cao nhất. Hàng thì được rất nhiều anh em chơi audio ưa chuộng đôi loa này. Tiếng của nó thì cực kỳ hay. Bát đánh rất sâu mềm. Đôi này thì vừa về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, đẹp xuất sắc. Thùng vách vuông thành sắt cạnh chưa bị sứt sẹo một tí nào. Đôi này thì người Nhật người ta rất là giữ gìn nó nên là nó mới còn đẹp như thế này. Gân zin, gân vải tẩm dầu zin nguyên bản chưa thay thế. Gân này thì chúng ta dùng vài chục năm. Vài chục năm thì chúng ta không bao giờ phải thay đến nó, vì nếu gân vải thì không bao giờ chúng ta phải thay. Không bao giờ hỏng được. Một đôi loa đẹp xuất sắc, đôi này chúng ta để trang trí gia đình nhà chúng ta thì rất là đẹp và sang trọng. Và bây giờ tôi xin test đôi loa này để chúng ta cùng nhau thẩm âm cái chất âm của nó. Khoác bờ vai muộn mạnh áo dài.
giờ đã gặp được một nụ hôn.